các bạn mến mến con kẹt tôi chủ trương nói có sát mát có trứng tôi muốn lột mẹt cái thèn có to phiêu đồng luôn nói lố và bịa chuyện mời các bạn bấm vào hình xem và nghe hơ phần video clip phần đầu là video tôi thâu vào chủ nhật 19 tháng 5 năm 2024 lúc có youtuber kéo đến nhòa Trương Quốc Huy Lúc nà tôi ngồi trong xe đâu đậu trước nhòa và gọi Trương Quốc Huy tới đứng sát bên xe nói chuyện trực tiếp bàn miệng với nhau. Tôi hỏi Trương Quốc Huy trực tiếp bàn miệng là có muốn tôi cho mượn xe truck để dọn đồ hay không? Và chúng tôi nói chuyện với nhau hòa nhỏ lịch sự. Thế mà hôm nay thứ bả 25 tháng 5 năm bốn thèn cá toa phiêu đồng nói trong video trong phần hơ này <laughs> rèn tôi ngồi trong xe gọi điện thoại nói chuyện với trương quốc huy chứ không gặp mặt trực tiếp đúng là thèn khốn ngọn an đầu sóng nó đầu gió đen phỉ nhổ vật kinh tởm mời xem và nghe xin chú ý chỗ Trương Quốc Huy đứng viện tay vào xe tôi khi nói chuyện. <laughs> Anh, đúng không? mới dạ. được. tôi nói cho ông Ngô Kỵ nghe này Cái chuyện mà ông ngồi trong xe ông nói trực tiếp hay là ông gọi điện thoại là cái chuyện nó không quan trọng tại vì tôi chả xem cái video ông làm cái gì. Mà cái chuyện quan trọng là ông nói sọ nói ló. Không có cái chuyện đóng tới nhà Trương Quốc Huy mà ngẫu nhiên được Ông này à, Và cái đám you, Youtuber dơ này Youtuber vino này Trong đó à, Có cái ông Mục Senat anole này Là bàn tán rất là kỹ Bàn tán rất là kỹ Trước khi đến nhà Tương Quốc Huy mà gọi là con đường gì, gì đó ha? con đường gì, tôi, chả nhớ nữa nói cái gì và ông là người hỗ trợ rất là nhiệt tình và các và ông cùng những người này là cùng đi với nhau chứ không có cái chuyện là, là ông đi sau đi trước gì hết á còn cái chuyện mà ông ngồi trong xe ông thò miệng ra ông nói trực tiếp hay ông gọi điện thoại đó là chuyện của ông tôi nghe ông làm cái gì cái chuyện đó không quan trọng cái chuyện đó là ông đóng kịch ông hiểu chưa à, đừng có chối nữa nha à, và và tôi có cái video mà các ông ngồi bàn với nhau trước khi tới nhà chú Quốc Huy ta đưa lên nhiều lần rồi. Đừng có chối nữa nghe ông. À.